vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản của cái chỗ Mường Thanh ấy, thì báo cáo các đồng chí là vụ án này là do cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành. Và theo báo cáo của Công an Hà Nội thì cái vụ án này là ngày 5 tháng 7 năm 2019 thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản về cái tội lừa dối khách hàng. Nhiều người hỏi là tại sao hình như là chưa khởi tố, nhưng thực tế là đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Tuy nhiên là không áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Lê Thanh Thản, và tức là cho ông tại ngoại, cho nên là các hoạt động của ông Lê Thanh Thản ở cái hoạt động xã hội thì vẫn thấy có. Và đến ngày 6 tháng 8 năm 2019 và ngày 21 tháng 10 năm 2019 thì cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội lại tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án, thì trong đó khởi tố thêm 6 cá nhân khác. Đó là ông Nguyễn Duy Uyển, nguyên phó chủ tịch Ủy ban dân phường Kiến Hưng, ông Bùi Văn Bằng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban dân phường Kiến Hưng, Đỗ Văn Hưng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng, ông Mai Quang Bài, cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông, phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng, ông Vương Đăng Quân, nguyên phó chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông, phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng, và ông Nguyễn Văn Năm, nguyên chánh thanh tra xây dựng của quận Hà Đông, về cái tội là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy là trong vụ án này là khởi tố 7 bị can. Và nó phức tạp, vụ án này là phải 5 lần điều tra bổ sung, cho nên là kéo dài từ năm 2019 đến nay. Và đến ngày 14 tháng 4 năm 2023 thì Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cái cáo trạng đối với 7 bị can trên và đã gửi đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, và dự kiến là xét xử trong tháng 6 tới này.